dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc, có đoạn bị bùn và rác thải bồi lấp khiến dòng sông Nhuệ, sông đáy như đang bị bóp nghẹt, ô nhiễm trầm trọng. Người dân tại một số quận, huyện ở Hà Nội sống cạnh hai dòng sông chết này cho biết tình trạng ô nhiễm diễn ra từ nhiều năm nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày, sản xuất nông nghiệp. Trước đó, ngày 28 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký văn bản trả lời các kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, cử tri cho rằng nguồn nước sông đáy, sông Nhuệ ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Cử tri đã phản ảnh nhiều lần và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời, tuy nhiên nội dung trả lời còn chung chung. Đề nghị Bộ nghiên cứu có lộ trình, giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường sông đáy, sông Nhuệ. Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết thời gian qua với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan, thực hiện các giải pháp ngăn chặn ô nhiễm, cải tạo và phục hồi chất lượng môi trường lưu vực. Theo đó, đã triển khai nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường lưu vực sông như xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu môi trường, điều tra thống kê các nguồn thải, đánh giá và xử lý các điểm nóng ô nhiễm môi trường liên vùng và liên tỉnh. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay, do nguồn lực còn hạn chế nên công tác ngăn chặn ô nhiễm môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm còn nhiều khó khăn, bất cập. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng nước mặt lưu vực sông Nhuệ, đáy nhằm quản lý, ngăn chặn, hạn chế, tiến tới chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường lưu vực sông.